các bác và anh em một cái con dàn đời cao nữa của hãng Victor anh em nha. Victor, con này model của nó là con Z đấy nhỉ? Xin lỗi để em kiểm tra lại nhá. Con model của nó là con Z2 các bác nhá. Loa dàn đồng bộ luôn, Victor Z2. Con này đời cao mà nó có cả chơi USB rồi các bác nhá. Chơi USB rồi. Tình trạng của con này là chơi USB ok, chơi điện thoại, máy tính, TV hoặc Bluetooth qua cổng 3.5 nên em đang cắm đây nhá, là ok. Chơi đĩa MD là ok. Đó. Loa 3 way. Dàn này có chỉnh hỗ trợ chỉnh bát jack khi anh em mua thêm điều khiển nhá. Đấy, bây giờ thì em sẽ test các chức năng. Đầu tiên là em đang chơi là chơi chức năng chơi điện thoại qua cổng 3.5 đây. Em đang cắm vào cổng 3.5 này các bác nhá. Anh em chú ý nhá, có hai lỗ giống nhau bên này và bên này thì các bác cắm ở bên phải cho em nhá. Bên trái là cổng phone đây ạ. Em test sang chức năng chơi USB nhá. Đây anh em ấn được chữ USB ở trên máy này. Có chữ USB này. Đấy, là nó sẽ loát đọc USB luôn các bác nhá. Rồi cho nó chạy luôn. Đây ạ. Chuyển bài này. Chơi MD nhá. MD ok. MD. MD là đĩa tiếng Nhật con nha. Rồi. Em test nhanh thôi, MD thì em test sơ sơ thôi. Con này CD cơ ra vào ok, mắt đọc kén đĩa em không test các bác nha. Đây, cơ CD ra vào ok, mắt kén đĩa em không test nữa. Rồi. Còn chơi AUX các bác ấn cho em một cái nút này, đây. Đối xứng bên trái là nút tắt nguồn thì bên phải nó là nút chơi AUX nha các bác nha. Anh ấn vào cái chữ nó ghi là like. Like chính là chế độ chơi điện thoại nhá. Like là cắm ở cổng này. Rồi ok. Em sẽ quay hình thức tổng thể bộ dàn để cho các bác và anh cùng xem nhá. Tí em sẽ test nhạc tiếp cho anh em. Bộ này thì bãi về của nó không được đẹp xuất sắc, nó bị chầy xước do vận chuyển các bác nhá. Thì các cái vết chầy xước này anh em về anh em có thể mua một cái lọ sơn ATM 25.000 anh em xịt lại thì nó sẽ lại đen bóng ngay. Đây là em cứ để thế thôi. Đấy. Đây cậu nhá, để nó chảy xước này. Chảy xước. Mặt trước của loa. Loa và đầu máy là zin nguyên bản 100% bãi về cậu nhá. Chỉ vệ sinh lên và bán thôi, không tháo giữ, không sửa chữa. Trên này có cả cassette nghe, cassette thì em chả test nữa. Ít người chơi rồi em không test. Đấy, các vết chảy xước này các bác nhá. Đây em chấm cái kèo ba lỗi vào nó đen đen này đấy. Nó bóng bóng này đấy. Ok, là xong. Đấy anh em nhá. Đấy. Đây. Đây các vết chảy chảy của nó đây. Nó màu trắng em chấm cái kèo đen vào. Rồi em quay phía sau nhá. Con này muốn đẹp anh em mua loại sơn ATM anh em xịt vào phát là đẹp ngay. Phía sau loa vuông vắn. Dây loa đấu đúng màu đen đỏ âm dương cho em nhá. Đấu con này rất là dễ thôi, chả có gì phức tạp cả, các bác mua về cắm điện để chơi thôi. Cắm điện 200, cắm điện 100V nhá. Rồi ok, dàn. Đặc biệt là con đang chơi USB, rất là tiện lợi cho các bác nào thích chơi USB nhá. À còn cái e-cang nữa. Riêng phần e-cang nếu như anh em thích nó đẹp và mới thì anh em thêm cho em 50.000 nhá, em sẽ căng lại lưới khác. Còn lưới này là lưới nguyên bản của nó, đấy vận chuyển về nó có các cái vết rách nhẹ nhá. Anh em thích em căng lại cho 50.000 đồng thôi. Đấy con này là lưới của nó nhé. Cũng rách không nhiều lắm đâu. Chỉ tí ở góc thôi. Đó. Em cần thì thêm 50k em căng lại giúp. Rồi ok các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ test chất âm cho các bác. Trước khi test chất âm thì em xin phép báo giá sản phẩm này. Trung Kiên Audio giao lưu với tất cả các bác. Anh em mới mức giá là 1.350.000 đồng thôi ạ. Một con đời cao khó chơi là USB các bác nhé. Mà giá chỉ có 1.350.000 đồng thôi. Và giá vừa nêu thì chưa bao gồm phụ kiện nha anh em chú ý, chưa bao gồm phụ kiện. Các bác lấy thêm phụ kiện như nào thì các bác liên hệ số Zalo, bên em sẽ tư vấn về phụ kiện cho tất cả các bác và anh em nhé. Zalo để trên tấm biển 0975 575 262 các nhé. 1.350.000 đồng thôi các nhé.
Rồi bắt đầu chốt liên hệ với em nhé. Bây giờ thì em xin phép được test cái chất âm để cho anh em mình cùng nghe qua. Con này anh em cố gắng mua thêm cái điều khiển nhé để chỉnh bác check cho nó hay. Còn đổi nguồn như các bác có rồi thì thôi, còn các bác chưa có các bác mua. Dây jack các thứ cũng thế. Bluetooth vân vân.